Phát hiện mới về thuốc điều trị COVID-19. Nhóm chuyên gia tại Anh đã phát hiện một công thức thuốc có nguồn gốc từ thực vật mang lại hiệu quả kháng nCoV tích cực. Nó có tác dụng ngay cả với biến chủng Delta. Nghiên cứu do nhóm chuyên gia của đại học tại Anh đã thực hiện và công bố, phương pháp mà họ phát hiện giúp đào thải virus dựa trên thực vật và đã được chứng minh là có khả năng điều trị được tất cả các biến chủng của nCoV, thậm chí là cả Delta. Nghiên cứu do giáo sư Kim Châu Trang, Bộ phận Khoa học và Thú y thuộc Đại học Nottingham dẫn đầu. Họ đã tìm hiểu khả năng nhân lên của các biến chủng alpha, beta và delta là như thế nào trong tế bào. Nghiên cứu đánh giá trong môi trường tế bào chỉ nhiễm một biến chủng hoặc cùng lúc là hai biến chủng hay còn gọi là đồng nhiễm. Nhóm chuyên gia nhận thấy so với các biến chủng trước đó, chủng delta có khả năng nhân lên nhanh gấp nhiều lần và lây trực tiếp sang các tế bào lân cận. Tốc độ khuếch đại của nó sau 24 giờ xâm nhập cao gấp 4 lần so với alpha và 9 lần so với beta. Ở tế bào đồng nhiễm hai biến chủng cùng một lúc, delta đã thúc đẩy sự lây lan của chủng còn lại. Hơn nữa, nếu tế bào đồng nhiễm là alpha delta hoặc alpha beta, quá trình nhân lên tăng gấp nhiều lần so với chỉ nhiễm một biến chủng đơn lẻ. Loại thuốc mà họ tìm ra có tên là Taxigagin, có nguồn gốc từ thực vật. Chỉ với một liều lượng nhỏ thuốc cũng đã kích hoạt phản ứng miễn dịch bẩm sinh, kháng được các loại virus. Đáng chú ý, tất cả các biến chủng nCoV đều nhạy cảm với loại thuốc này. Một liều thuốc này có thể ngăn chặn hiệu quả tất cả các loại nhiễm biến chủng đơn lẻ hoặc là đồng nhiễm. Hiệu quả này cao hơn 95% so với nhóm không dùng thuốc. Giáo sư Kim Châu Giang và Cộng sự rất tự tin vào công trình này. Những kết quả nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng sức mạnh tiềm năng kháng virus của TG. Nó sẽ là chất dự phòng sau so phơi nhiễm và là thuốc điều trị hiệu quả đối với F0, chuyên gia đã nói.